lời phóng viên báo chí được, mà chỉ có Tiến và cô Kim Xuân sẽ đại diện cho toàn thể ekip để trả lời các câu hỏi của các anh chị. Còn tất nhiên về các cảm xúc của diễn viên cũng như ekip, đạo diễn và các thành viên khác trong cái ekip sản xuất thì chúng tôi sẽ xây dựng một bộ documentary, có nghĩa là bao gồm khoảng 4-6 tập mà chúng tôi sẽ release ra dần dần để quý vị sẽ hiểu được rằng là cái quá trình chúng tôi tạo nên Hạnh Phúc Máu như thế nào, chuyên môn của chúng tôi ra làm sao, và đặc biệt là những cái tâm tư, tình cảm, những cảm xúc, những vấn đề đã phát sinh và chúng tôi đã phải giải quyết như thế nào trong xuyên suốt 50 ngày quay hình ở Đà Lạt, thì chúng tôi sẽ xin được phép gửi đến tất cả quý vị, các anh chị em báo chí cũng như tất cả quý vị khán giả trong 6 tập documentary mà chúng tôi đang xây dựng. Và tất nhiên từ đây đến ngày công chiếu Hạnh Phúc Máu, chúng tôi sẽ còn những bước đệm khác để các diễn viên của chúng tôi sẽ có thể giao lưu với các anh chị báo chí cũng như với toàn thể các quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Tiến. Và cho Kiều Ngân hỏi là có anh chị phóng viên nào gửi câu hỏi đến cho ekip, có thể giơ cánh tay lên cho Kiều Ngân thấy được không ạ? Ánh sáng ở đây thì hơi chói. Bên đây có không ạ? Dạ, xin mời thành viên của ekip có thể đưa mic đến cho. Dạ, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Xin phép cho em gửi đến cho anh nhiều sự tiếng ạ. Dạ. Thì không biết là có phải là nguồn cảm hứng để anh làm ra cái showcase hôm nay là do anh xem những buổi ra mắt iPhone quá nhiều không ạ? Bởi vì là lần đầu tiên trong lịch sử tụi em đi xem một cái showcase mà thấy diễn giả đứng thuyết trình rất là thuyết phục như vậy. Thứ hai là không biết là anh đã đầu tư cho cái showcase này nó có nhiều hơn cả số tiền mà anh làm phim không ạ? Em xin hết. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Đầu tiên nhất thì Tiến cũng xin được phép chia sẻ là bản thân Tiến nếu mà không đứng ở cái vai trò là một diễn giả thì Tiến sẽ rất run khi mà phải nói chuyện với tất cả quý vị ở đây. Và như quý vị là có những lần Tiến đi hát với chị Ngọc Huyền á, là Tiến cứ lên sân khấu mà cầm micro để hát thì run, nhưng mà cứ đứng để nói chuyện thì Tiến rất là tự tin. Bởi vì nghề nghiệp của Tiến trước đây đã từng là một giảng viên của trường đại học Y, cho nên là cái việc mà nói chuyện với rất đông khán giả, thậm chí là 1.000 người hay 2.000 người hay thậm chí 3.000 người thì Tiến không hề run chút nào cả. Nhưng nói mà mọi người thấy một điều khi Tiến hoàn toàn rất khác khi mà phải diễn xuất ở trên sân khấu, thì thật sự là Tiến cũng còn rất nhiều những cái sự hồi hộp. Vậy thì cái giải pháp để mà Tiến có thể đưa Hạnh Phúc Máu một cách thuyết phục nhất đến với tất cả mọi người, đó là Tiến phải đưa cái phần businessman của Tiến ra để đứng thuyết trình với tất cả quý vị các anh chị, để đưa cái kỹ năng của một doanh nhân ra để có thể trình bày về sản phẩm của mình, đó là Hạnh Phúc Máu. Và Tiến xem cái buổi showcase ngày hôm nay là một cái buổi thật sự đúng như bạn nói, là giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, mà ở đây chính là đại diện của phần đông khán giả cũng như là các anh chị em báo chí ạ. Và còn cái tiền đầu tư cho buổi showcase ngày hôm nay thì chắc chắn là không thể nào bằng cái số tiền mà Tiến đã đầu tư để sản xuất ra cái bộ phim Hạnh Phúc Máu rồi ạ. Cảm ơn anh Tiến ạ. Dạ, cho xin câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị phóng viên ạ. Hello, tôi là Minh Kiều, nhé, từ tạp chí Thế Giới Điện Ảnh. Xuân ơi, tiện hỏi Xuân câu nha. Ai cũng biết là Xuân là một diễn viên kỳ cựu. Nói về diễn xuất á, thì rất là chuyên nghiệp và rất là hay. Nhưng mà nói thiệt là lần đầu tiên chị xem một cái vai rất là ấn tượng của Xuân. Chị ngồi xem thôi, mới là teaser trailer xong là cũng thót tim. Thì chị thắc mắc không hiểu là cảm xúc của Xuân khi đóng phim này như thế nào. Và có lúc nào mà Xuân đặt vai cái nỗi mà Xuân sợ hay không? Xuân có thể chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trong quá trình nhập vai của mình. Cái câu hỏi dành cho Xuân, câu hỏi thứ hai là dành cho nhạc sĩ Tiến. Chúc mừng Tiến đã có một tác phẩm nghệ thuật đáng xem như thế. Và chị Tuyền cũng thắc mắc là chị muốn hỏi là nếu mà Hạnh Phúc Máu của mình thành công ngoài sự tưởng tượng và sức dữ liệu á, dạ, thì liệu chăng sẽ có nhiều cây cầu, nhiều hoạt động từ thiện được nhạc sĩ Tiến thực hiện tiếp theo? Xin cảm ơn. Xin lỗi mọi người, cho phép Xuân ngồi để trả lời câu này.
Cảm ơn bạn tôi, một người bạn là quen rất là lâu năm mà lần đầu tiên Xuân mới nghe Minh Tuyền hỏi là mới xem giới thiệu thôi mà đã thấy cái vai khác lạ. Thật sự thì khi Xuân đọc kịch bản thì Xuân biết là Xuân không thể nào rời khỏi cái vai này. Và trên cái quá trình mà đi Đà Lạt á, Xuân nói thật là cuối năm á, thì nghệ sĩ, ca sĩ, rồi diễn viên á, mình nhiều công việc lắm. Nhưng mà lúc đó là Xuân bỏ hết bỏ hết tất cả mọi chuyện để Xuân ở trên Đà Lạt để làm cái phim Hạnh Phúc Máu. Và quý vị biết không, cái nhà sản xuất và đạo diễn của phim này dễ sợ lắm. Ngay từ lúc cho mình ở là để cho mình vô ở là cái chỗ nó đã dễ sợ rồi. Nó đẹp lắm, nó sang lắm, nó cổ kính lắm, nhưng mà sợ muốn chết luôn. Quá trời, chúng tôi sẽ còn nhiều cái chuyện kể với mọi người về cái chuyện tâm linh của cái phim này. Nhưng mà vai của Xuân đó, nó bây giờ nói không dám nói, tự vì quý vị coi thì sẽ thấy là nó thú vị và nó có nhiều cái lớp để người ta xem. Người ta sẽ mở ra từ lớp khác nhau. Nhưng nói thiệt nha, tôi đóng cái phim này xong về tôi sợ ma lắm á. Tại vì quý vị biết Đà Lạt là cái nơi người ta nói với nhau là nó đất mà nó âm nhiều hơn dương mà. Và chọn toàn là cái chỗ mà đi mà cái người nó cứ rung vậy nè. Không nói gì mà trong người nó cứ rung bật vậy đó. Thậm chí á, cái này phải đứng lên nói mà được. Quý vị, có cái đoạn nãy chiếu là Xuân đi trên cái tầng cao nhất của cái viện sinh học. Là cái nơi đó là toàn là gỗ không. Mà cái đó là cái đường đi để Xuân đi đến cái đền để Xuân thờ cúng. Không biết mọi người sao chứ, biết rằng thiết kế đã làm ánh sáng cho mình tất cả mọi người rồi, quay phim ta đặt, ta bố trí hết rồi. Vậy mà cái cảm giác đi từ đầu đến cuối đường, chân run đi không được. Tôi tưởng là mình tôi bị thôi, mà tôi phải quay đi quay lại là khoảng một chục lần nha. Tại phim điện ảnh mà đâu có dẫn chơi được mọi người. Và cứ đi tới gần cuối đường là chân run. Mình nói chắc ô thôi lớn tuổi rồi, chắc cái Tuyền nói chắc là Xuân lớn tuổi rồi, mình bị yếu bóng vía. Không, cái tên này cũng vậy. Tới lúc cái tên này quay đi lần đầu tiên thôi, mới vốn trí người ngồi đi kiểu nổi ghê quá. Tức là cái chuyện phim nó làm cho cái tâm lý của mình ở cái bối cảnh đó, nó vận vô cái bối cảnh làm cho cái người diễn viên đầy đủ hết để diễn. Từ cái căn nhà mà chúng tôi ở, từ tất cả những cái đồ thiết kế mà bạn Bảo Nam làm, nó làm mình tin tưởng vào cái công việc của mình, nó tin tưởng vào cái nhân vật của mình. Và Xuân rất là cảm ơn. Còn cái phim về cái vai như thế nào ấy, thì Xuân xin phép mọi người cho Xuân được giữ bí mật. Coi thì sẽ thấy Kim Xuân khác như thế nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ, cho phép con được xin trả lời câu hỏi của cô Tuyền ạ. Câu hỏi là nếu liệu rằng Hạnh Phúc Máu thắng ngoài dự kiến thì sẽ có thêm nhiều cây cầu hay là nhiều dự án từ thiện được nữa hay không? Thì con xin phép được trả lời là cho dù Hạnh Phúc Máu thua thì công việc từ thiện của con cũng không dừng lại ạ. Alo. Tôi đến từ báo thanh niên bên Phan Cao Tùng. Tôi muốn hỏi là cái phim Hạnh Phúc Máu của anh Diệp Sĩ Tiến là mình mặc dù quay từ cuối năm 2020 nhưng mà đến hôm nay nó chiếu thì là anh có cảm thấy là nó có có sợ là bị nguội chút xíu hay không? Và mình cũng tò mò muốn biết là mình đã dựng xong từ khi quay xong hay là mình mới vừa dựng trong năm nay để biết là nó có bị cũ hay bị mới là một. Thứ hai là dịch thì cũng trải qua cũng các rạp thì cũng đã cho mở cửa lâu rồi, thì lý do tại sao thì cái thời điểm này Diệp Tiến mới chọn ra rạp mà không là cái thời điểm vừa xong hết dịch rạp cho mở cửa, thì mình muốn hỏi cái lý do vì sao chọn cái thời điểm này. Dạ vâng ạ. Thứ ba thêm một câu nữa là với cái kinh nghiệm mọi người cũng biết là Diệp Tiến là cái người ngoại đạo với nghệ thuật, nhưng mà sau này cũng tham gia nhiều cái hoạt động nghệ thuật, thì
thấy có làm phim, nhưng mà phim web drama thì nói về Nam Mỹ hoặc là tình cảm. Nhưng mà tại sao mà cái bộ phim đầu tiên là phim chiếu rạp thì Diệu Sĩ Tiến lại chọn cái thể loại là kinh dị? Thì với cả nguyên cái ekip của Diệu Sĩ Tiến thì cũng làm web drama thôi chứ chưa có phải làm phim kinh dị, thì cái này nó hơi khó. Thì là cái cách như thế nào để mà Diệu Sĩ Tiến tạo ra được một đúng một cái bộ phim kinh dị như mong muốn của Diệu Sĩ Tiến? Và thêm nữa một câu nữa là tổng kinh phí hết của bộ phim là của mình là khoảng bao nhiêu? Và với cái thời điểm này ấy thì là mọi người cũng lo lắng về tình hình khán giả ra rạp thì cũng không có khả quan như những lúc trước, thì mong muốn Diệu Sĩ Tiến là bộ phim sẽ được cái doanh thu khoảng bao nhiêu? Và với Diệu Sĩ Tiến thì doanh thu có quan trọng đối với phim này hay không, hay là bằng chính cái chất lượng với cái dàn diễn viên mà Tiến chọn đó là thật sự là những nghệ sĩ là gạo gọi có nghề không thôi chứ? Thì hy vọng bộ phim sẽ đạt được chất lượng như mong muốn. Chứ còn nếu mà như Diệu Sĩ Tiến muốn mà có doanh thu cao thì đã mời những cái gương mặt hot để mà thu hút phòng vé rồi. Cảm ơn Diệu Sĩ Tiến. Dạ, em cảm ơn các câu hỏi của anh ạ. Em xin được trả lời lần lượt các câu hỏi, và nếu lỡ có thiếu ý nào thì anh nhắc em nhé. Đầu tiên nhất là về việc là anh hỏi rằng là sau 2 năm dịch thì em có sợ rằng cái phim của mình nó sẽ cũ hay không? Thì em cũng xin chia sẻ với anh là em lại cảm thấy đó là cái sự may mắn dành cho em, bởi vì cái phim ra thời điểm này em nghĩ nó mới là đúng thời điểm. Thứ nhất là bởi vì trong xuyên suốt 2 năm dịch vừa qua, cái thị hiếu, cái sở thích cũng như cái nhìn nhận của khán giả về điện ảnh đã được nâng cao rất nhiều, bởi vì trong xuyên suốt mùa dịch, khán giả của mình có điều kiện để tiếp cận với rất nhiều phim nước ngoài. Và cũng vô tình trùng hợp là cũng nhờ vào cái sự nâng cao nhận thức của khán giả như vậy, và cũng nhờ vào 2 năm dịch, tụi em và Vũ Tài cũng như toàn thể ekip có cái thời gian để nghiên cứu kỹ hơn về thị hiếu, về sở thích, về trình độ nhận thức, về khả năng cảm thụ phim của khán giả của mình, và tụi em hiểu rõ hơn về cái gu của khán giả của mình hơn. Cho nên tụi em nghĩ rằng là vô tình trùng hợp như thế nào mà tụi em nghĩ rằng là hiện tại phim của tụi em sẽ khá gần với cái gu của khán giả ở thời điểm hiện tại, và tụi em cảm thấy đó là một cái điều rất là may mắn. Anh có hỏi em rằng một cái điều rằng là phim đã được dựng xong từ khi nào, thì em cũng xin trả lời là thật ra là ngay từ khi quay xong, sau đó 1.5 tháng là tụi em đã dựng xong phim rồi. Tuy nhiên bởi vì chính tụi em cũng dần dần nâng cao được cái trình độ của mình hơn, cũng như dần dần hiểu rõ được khán giả của mình ở mỗi thời điểm họ sẽ có cái sở thích và cái gu như thế nào hơn, thì cũng chính vì vậy tụi em gần đây đã sẽ có những cái bước điều chỉnh trong cái cách dựng của mình, cái cách kể chuyện của mình, để làm sao cho mình có thể tạo được một cái sản phẩm vừa có cái dấu nghệ thuật tốt mà lại cũng vừa đáp ứng được tốt nhất cái thị hiếu của khán giả. Và anh cũng có hỏi em luôn một cái câu rằng là tại sao Tiến là một cái người ngoại đạo mà Tiến lại không làm tiếp tục cái web drama về Nam Mỹ, thì tại sao Tiến không làm tình cảm tiếp đi mà Tiến lại làm thriller và những cái phim mà nó tâm linh như thế này? Dạ em cũng xin thưa là bởi vì chính xác em là một cái người ngoại đạo, và em làm business và em là một nhà khoa học, cho nên cái việc em quyết định đưa ra một cái sản phẩm của mình như thế nào nó hoàn toàn phụ thuộc vào thứ nhất là cái kết quả mà tụi em dành cho cái công việc nghiên cứu thị trường. Nghĩa là khi mà em quyết định phải đầu tư vào một dự án nào đó thì em dùng cái phần lý tính của mình, cái phần businessman của mình để nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng của mình trước khi để quyết định sẽ tạo ra một cái sản phẩm nào đó. Và cái thứ hai nữa đó là bởi vì em là một cái người đủ tỉnh táo, đủ lý tính để có thể nhìn nhận được cái năng lực của những bạn nghệ sĩ và ekip xung quanh mình, họ đang có thế mạnh ở chỗ nào. Em có phần em cảm thấy em tự tin hơn so với Phạm Hữu Tài hay là ekip của mình ở chỗ rằng là cái phần nghệ sĩ tính của em thấp hơn mấy bạn, mà cái phần lý tính và phần doanh nhân, phần businessman của em, cái phần nhà khoa học của em nó có phần trội hơn các bạn. Và chính vì vậy em phải là cái người thuyền trưởng đầu tàu để nhìn nhận được rõ nhất những con người xung quanh mình họ có thế mạnh là ở đâu, và đặt để họ vào đúng chỗ để từ đó tạo ra được một cái sản phẩm em cho rằng là sẽ đáp ứng được thị trường một cách tốt nhất. Và anh hỏi em thêm một cái câu nữa là em xin hỏi lỗi là anh hỏi doanh thu có quan trọng hay không? Dạ xin thưa là doanh thu rất quan trọng, bởi vì không phải vì con số tiền mà nó chính là thể hiện cái thành quả của cả ekip của em đạt được tới đâu. Nếu anh hỏi em là lời hay lỗ có quan trọng hay không, thật sự đối với em không quan trọng, bởi vì nếu như em thật sự cần tiền mà đầu tư vào dự án điện ảnh này thì em sẽ không làm, bởi vì nó rất vất vả. Mọi người quay 50 ngày trên Đà Lạt, nãy má Xuân kể cái phần của má Xuân bị thiếu đó, mà có thể là má Xuân sẽ không tự kể đâu. Quý vị biết là có những thách đạo diễn vô cùng ác độc là bắt má Xuân phải té tới 20 mấy lần. Em coi lời sụt em rồi, em sợ đạo diễn luôn, thật sự đạo diễn kỹ quá. Một cái cảnh té mà má Xuân té thật không à, mà phải té, bắt bà già té tới 20 mấy lần, quá quá khắc nghiệt. Rồi một cái cảnh nữa mà mọi người biết đó là
quay ở một cái đầm ở Đà Lạt. Lúc đó Đà Lạt đạt cái nhiệt độ thấp nhất trong 20 năm vừa qua, mà Tiến, má Xuân và tất cả mọi người sao phải nhúng mình xuống cái đầm nước đó, lúc đó là khoảng gần 0 độ C. Thì Tiến tụt huyết áp, mọi người tụt huyết áp nhưng mà má Xuân vẫn sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Và đây là cái điều mà Tiến cảm thấy Tiến không phục bà già nhất, bởi vì bà già nhất mà bà cũng là cái người mạnh nhất đoàn phim. Thanh niên của Tiến không bằng. Cho nên là đối với Tiến, cá nhân Tiến, lời lỗi không quan trọng, bởi vì đây là thể hiện được cái niềm đam mê của Tiến. Và ngày hôm nay tất cả các anh chị có mặt ở đây đã là một cái điều công nhận đối với Tiến rất tốt rồi. Nhưng doanh thu nó quan trọng với toàn thể ekip, bởi vì nó thể hiện được cái thành quả mà mọi người đã đạt được sau cái quá trình làm việc nó vất vả như thế nào. Cho nên Tiến rất hy vọng là tất cả các anh chị, tất cả các bạn bè, tất cả quý vị khán giả sẽ thật sự là yêu thích tổng hợp cái bộ phim này, để thỏa mãn được cái chí lớn của tụi Tiến khi mà một ekip hoàn toàn trẻ, hoàn toàn mới, chưa từng làm phim điện ảnh bao giờ mà lại ra tay làm một cái phim điện ảnh như thế này. Cái ngày mà Rap Bà Ti đi nói với mọi người á, cái phim này nếu thắng thì tất nhiên là mình sẽ phải làm một cái phim nữa rồi, nhưng lỡ cái phim này mà không thắng thì Tiến sẽ làm hoài tới khi nào thắng mới thôi. Hơn ai hết là anh Tiến biết mình muốn cái gì, mình muốn cái gì và mình sẽ làm vì cái gì, đúng không ạ? Không biết là cô Kim Xuân có muốn bổ sung thêm cái gì vào câu trả lời của anh Tiến không ạ? Lần nào mà tôi ngồi gần dược sĩ Tiến, tôi nghe nói tôi cũng bị mê hoặc hết á. Mà mọi người ơi, cậu này nói là làm, chứ không có nói mà để đó chơi nha. Nói và thực hiện, và làm rất đúng, làm đủ để chúng ta phục. Cảm ơn dược sĩ Tiến rất nhiều. Rất nhiệt huyết và rất yêu nghệ thuật, đúng không ạ? Dạ, cho Kiều Vân hỏi là có còn câu hỏi nào đến từ các anh chị phóng viên nữa?